Chuyện gì xảy ra ở trường vào ban đêm? Âm mưu bí mật, nhảy cùng phù thủy Gandalf hay thói quen đáng sợ của cô lao công? Hãy xem video mới của Woohoo để khám phá nha! Tiết học vật lý, làm sao có được điện từ một quả cam? Vâng, mình cá kiến thức này thật sự có ích sau này. Nếu sau này bữa tiệc bị mất điện, mình sẽ dán vài sợi dây vào vài lát cam. Nhưng lúc này thì mình sẽ ngủ một lát nha. Cuối cùng chuông cũng reo, nhưng nó không làm Jack tỉnh dậy. Nhìn cậu ta kìa, hoàn toàn bất tỉnh. Chụp một tấm đi. Hashtag người đẹp đang ngủ. Được rồi, đi thôi. Có nên gọi cậu ấy dậy không ta? Thôi đi, để cậu ấy ngủ đi. Cuối cùng, cậu bạn gái ngủ cũng dậy. Xin chào, năm nào rồi? Kỳ lạ, không ai ở đây cả. Xin chào, có ai không? Sao không ai gọi mình vậy? Ai đó cho mình ra đi. Không vui gì cả. Giúp với. Mình sẽ gọi 911. Trời ơi, hết pin luôn rồi. Thôi nào. Ok, xem trong này có gì nào. Làm sao có điện từ một quả cam chứ? Wow, không được. Đây là tình huống duy nhất trên thế giới nơi bài học có thể thực sự có ích. Mình sẽ làm theo sơ đồ. Vâng, với Einstein. Cắm vào sợi dây điện. Và được rồi. Điện thoại mình đang sạc nè. Hay thật. Gì đây, ổ cắm hả? Sạc của mình. Mình chỉ cần cắm sạc vào ổ điện. Mình phá sợi dây làm vớ vẩn rồi. Mình ghét khoa học. Yeah, mình đoán mình bị nhốt một mình. Chơi xíu nào. Và bạn là ai? Và quẩy 10 giờ cùng Gandalf. Điện thoại mình sao rồi? 5 cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Mẹ có thể đợi. Mình đang chết đói đây. Mình sẽ gọi pizza. Alo, giao pizza hả? Mình muốn mua một cái pepperoni lớn. Giao tới trường đại học tầng 2. Và giao hàng đến rồi. Cửa đóng nhưng cửa sổ vẫn mở. Anh ơi, lấy bánh đây nè. À, pizza của mình. Hãy cùng bên nhau một đêm nha. Nhưng Jay không biết là cậu ấy không thật sự một mình. Có một sinh viên khác trốn trong nhà vệ sinh. Và bạn ấy có kế hoạch riêng cho cả đêm. Mình có thể làm gì cũng được vì mình ở đây một mình mà. Phòng hiệu trưởng. Mình sẽ xem một chút. Nơi này đúng là cho vua mà. Vua Rock and Roll. Sàn nhảy này tuyệt quá. Ôi da. Hãy xem cái gì trong này. Hình đẹp quá. Cô hiệu trưởng rất nghiêm khắc. Khoan đã, còn nữa. Wow, thật bất ngờ. Cô hiệu trưởng đúng là người phụ nữ phức tạp. Còn gì nữa nè. Ôi trời. Của ai đây? Chắc anh ấy đã chịu đựng nhiều lắm.
phòng hiệu trưởng đây. Cuối cùng mình cũng có thể sửa điểm. Cha cha cha, bài kiểm tra đây rồi, của mình đâu? Đây rồi. Ồ, điểm tệ quá, nhưng mình sẽ sửa nó ngay. Mình thích điểm cao hơn. Hai, bạn làm gì ở đây vậy? Wow, thật trùng hợp. Đây đúng là bạn sinh viên ấy. Bạn ấy luôn hành hạ mình trong nhà ăn. Úp, xin lỗi, tai nạn thôi mà, kẻ thua cuộc. Nhưng mình nhớ hết đấy. Bạn đó, hãy nói tạm biệt bài kiểm tra đi. Không, bạn dám hả? Để bài lại ngay đi, để xem ai là kẻ thua cuộc nha. Bạn không thoát được đâu Jay. Mình sẽ ở lại thêm một năm vì bạn đấy, đồ thua cuộc. Cái gì thế? Bạn nghe thấy không? Tiếng phát ra trong nhà ăn. Có thật là họ hành hạ sinh viên mới ở đó hay không? Đi xem thử đi. Ô không, là cô ấy. Cô lao công điên khùng. Bà máu kìa. Chúng mình sắp chết mất rồi. Đừng sợ, hãy ra khỏi đây đi. Cái gì thế? Bóng ma trường đại học hả? Ờ, họ làm đổ nước trái cây rồi. Bọn mình sắp chết rồi. Sắp chết hết rồi. Và mình sẽ không sống để thấy được iPhone mới. Im đi Jay, để mình suy nghĩ. Ra chỗ khác mà sợ đi. Bọn mình cần tìm cách thoát khỏi đây. Jay im lặng một cách đáng ngờ. Cậu ta đang làm gì thế? Nhìn nè, mình có ý này. Đó là tranh hang động sao? Đây là kế hoạch trốn thoát. Xem đi. Đây là mình và ai đó. Bạn đó. Và cô lao công có chìa khóa. Kế hoạch A, máy bay rơi vào người cô ấy và chúng ta tự do. Nhưng điều đó là không thể nào. Kế hoạch C, bọn mình ném quả địa cầu vào cô ấy và lấy chìa khóa đi. Bạn nghĩ sao? Kế hoạch này có được không? Được đấy. Kế hoạch giải thoát bắt đầu. Shh, cô ấy đây rồi. Cô ấy đang tìm nạn nhân mới. Thôi nào Jay, ném quả địa cầu đi. Úi, trượt rồi. Kế hoạch B, chui vào túi rác. Bạn nhìn hấp dẫn trong túi đựng rác đó, Jay. Wow, nhiều rác quá. Mình cần thu dọn một chút. Ôi trời, cô ta làm gì thế? Điên rồi. Mình phải ra khỏi đây trước khi mọi việc tệ hơn. Chạy đi, chạy nhanh đi. Tiếng gì thế? Hãy thử kế hoạch mới thôi nào. Ha ha, bắt được cô rồi, đồ thần kinh. Nhân Jay cũng bị trượt ngã trong bẫy của chính mình. Nhanh, quá cam. Jay, làm cay mắt cô ấy đi. Ôi yeah, cay quá. Mình cũng mù rồi. May là bạn có bạn đồng hành. Có chìa khóa rồi. Jay à, dậy đi. Bạn nặng quá.
Sắp được rồi, mở ra đi. Chìa khóa không mở được, chắc bị hư rồi. Bạn bị sao thế? Chờ đã Jay. Cửa vẫn luôn luôn mở mà. Tuyệt vời. Cuối cùng cũng được tự do. Ngày mới bắt đầu. Đó là cô hiệu trưởng hả? Không, chắc mình tưởng tượng thôi. Bạn có thích xem các bạn sinh viên chúng mình bị nhốt trong trường hay không? Hãy bình luận phía dưới có bao giờ bạn bị khóa ở trường với cô lao công không nha. Và các bạn ơi, hãy đăng ký kênh, like video và nhấn chuông thông báo. Đừng bỏ lỡ câu chuyện đại học hài hước đến từ Woohoo.